Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 37 của Bộ Chính trị khóa 9 tổ chức hội thảo trực tuyến định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ngân hàng Phát triển Châu Á ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai. Xã hội hóa giáo dục tạo động lực vượt khó cho giáo dục phổ cao. Phát hiện 2 ca mắc COVID-19, Lào Cai khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 11 tại tỉnh Lào Cai, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 37 của Bộ Chính trị khóa 9 tổ chức hội thảo trực tuyến định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy các địa phương trong vùng, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước. Sau gần 20 năm thực hiện nghị quyết 37 và kết luận 26 của Bộ Chính trị, với sự quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực đầu tư của Trung ương, sự chủ động, nỗ lực cố gắng vươn lên của các địa phương trong vùng, công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được cùng những khó khăn hạn chế trong liên kết phát triển vùng, quán triệt tinh thần các văn kiện Đại hội 13 của Đảng trong việc xác định quan điểm định hướng phát triển vùng đến năm 2030, các địa phương trong vùng cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quy hoạch đồng bộ. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cần hướng tới một tầm nhìn phát triển bền vững, bao trùm và hội nhập. Tư duy đổi mới phải có tầm nhìn dài hạn và quy hoạch đồng bộ. Muốn tăng cường liên kết vùng, trước hết phải vượt qua được tư duy nhiệm kỳ, ngắn hạn, tư tưởng cục bộ, chủ nghĩa địa phương để từ đó có quyết tâm thay đổi, có cách làm mới để thúc đẩy xây dựng các cái thể chế liên kết vùng thật sự thực chất và hiệu quả. Và bởi vì phải quan niệm là sự phát triển của vùng là điều kiện cho phát triển địa phương trong dài hạn. Và ngược lại nữa, sự phát triển của địa phương ấy, thì đây chính là những cơ sở, những nền tảng cho cái việc phát triển vùng. Phát biểu định hướng chủ đề tham luận tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, hội thảo định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được tổ chức nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng giúp ban chỉ đạo hoàn thiện đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương định hướng mới cho phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt là các giải pháp nhằm tháo gỡ các nút thắt có tính vùng, liên vùng, đề xuất các cơ chế chính sách nhằm khai thông, bổ sung nguồn lực để thúc đẩy phát triển chung của vùng. Tại hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trình bày tham luận xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Theo đó, tỉnh Lào Cai đang tập trung đồng bộ các giải pháp phát triển đồng bộ, liên kết chặt chẽ, hiệu quả với các tỉnh trong vùng và cả nước, dựa trên tiềm năng, thế mạnh, nội lực của địa phương. Xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành một trong những trung tâm logistics quan trọng của cả nước. Trong đó, cao tốc Hà Nội-Lào Cai là trục kết nối, cảng hàng không Sa Pa là lực đẩy phát triển để trở thành trung tâm giao thương của các nước ASEAN với thị trường Tây Nam của Trung Quốc. Xây dựng Lào Cai trở thành hạt nhân du lịch của vùng. Lào Cai là điểm đến tầm cỡ quốc tế với trụ cột là khu du lịch quốc gia Sa Pa. Cùng với việc khai thác hiệu quả cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai sẽ trở thành cầu nối du lịch quan trọng, thực hiện điều tiết khách quốc tế đến vùng và cả nước, phát triển công nghiệp theo hướng gia công, chế biến sâu,
tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất công nghiệp của cả nước và vùng, xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm dịch vụ tài chính của khu vực và quốc tế trong tương lai. Tiếp tục chương trình hội thảo, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các đồng chí bí thư tỉnh ủy các địa phương trong vùng đã tập trung thảo luận, làm rõ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong mối liên hệ tổng thể của vùng và cả nước. Trong hai phiên thảo luận bàn tròn trực tiếp tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những giải pháp và kinh nghiệm quốc tế trong liên kết vùng. Thể hiện rõ cái yêu cầu về liên kết, vai trò, trách nhiệm, rồi là nhiệm vụ của từng địa phương trong quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để triển khai trong thực tiễn, bảo đảm các cái mục tiêu đề ra. Nội dung các cái quy hoạch thì cần phải có sự thống nhất và phân chia một cách hợp lý về mục tiêu phát triển hay là định hướng thu hút đầu tư giữa các địa phương để hạn chế tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh. Tức là cũng không nhất thiết phải tỉnh nào chúng ta cũng phải có sân bay, không nhất thiết tỉnh nào chúng ta cũng phải có đường cao tốc. Hiện nay chúng tôi cũng thấy đang là một vấn đề đặt ra đối với các địa phương hiện nay. Một số khó khăn thách thức trong vùng ngày càng lớn như vấn đề bảo vệ nguồn nước hay bảo vệ rừng. Những vấn đề này không nằm trong phạm vi giải quyết đơn lẻ của các địa phương. Vấn đề sẽ khả thi hơn khi được giải quyết theo cách tiếp cận của vùng. Một số quốc gia trên thế giới cũng đang thực hiện như vậy. Điều đặc biệt cần lưu ý là cơ chế tài chính để giải quyết những thách thức của vùng rất quan trọng. Tôi hy vọng với cách tiếp cận vùng như hôm nay, vấn đề sẽ được giải quyết. Và để liên kết được thì có rất nhiều các nội dung, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông là một cái liên kết hết sức quan trọng trong cái phát triển này. Và chúng tôi đã hoạch định cái đưa vào cái quy hoạch của giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 của tất cả quy hoạch chuyên ngành, trong đó đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng là một tiền đề cho phát triển. Vấn đề chúng ta bây giờ là chúng ta phải huy động được nguồn lực để mà phát triển theo được cái quy hoạch đó. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, thông qua các tham luận tại hội thảo đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo tổng kết nghị quyết 37 và tham mưu cho Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng phù hợp nhằm phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thời gian tới. Để liên kết vùng sẽ trở thành thật sự là động lực của tăng trưởng, nhất là đối với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Và liên kết phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ cần tập trung vào liên kết trong xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, và quy hoạch phải đảm bảo được những yếu tố tích hợp của vùng cũng như của liên kết vùng trong tổng thể của cái quy hoạch tích hợp của quốc gia. Những ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là đại diện cho lãnh đạo của các địa phương trong vùng là rất tâm huyết, rất trách nhiệm, và các đồng chí còn có rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái trăn trở ở những cái tầm vóc mới của cả địa phương mình, của vùng cũng như của cả cấp độ của quốc gia. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng cái quá trình tổng kết nghị quyết 37 tới đây thì ban chỉ đạo sẽ tiếp tục có những cái cơ hội để tiếp tục là làm việc trao đổi với các đồng chí để hoàn thiện thêm cái quá trình tổng kết này. Thông qua hội thảo, các bộ ngành và địa phương đã thống nhất đề xuất Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết mới cho vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chủ trương, định hướng phù hợp trong bối cảnh tình hình mới và bổ sung cơ chế, chính sách mới để tạo động lực phát triển cho toàn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Trong khuôn khổ hội thảo, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã dự chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và ngài Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, đã ký kết biên bản ghi nhớ trong việc hợp tác thực hiện dự án phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2027. Theo đó, dự án có trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn vay ADB là 83 triệu đô la Mỹ, nguồn ngân sách đối ứng hơn 33 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng và cải thiện sinh kế cho người dân, cải thiện kết nối tỉnh, hỗ trợ kỹ thuật. Hai bên cũng đã nhất trí xác định các dự án tiềm năng trong lĩnh vực giao thông, biến đổi khí hậu, các lĩnh vực xã hội, hợp tác khu vực và các lĩnh vực khác theo thỏa thuận chung giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và ADB. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đồng ý đóng góp bằng hiện vật và vốn đối ứng cho các dự án đang triển khai theo các thỏa thuận dành riêng cho từng dự án đã được thỏa thuận hoặc sắp xếp thỏa thuận với ADB cho từng dự án đang triển khai tương ứng. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 37
tổ chức hội nghị góp ý vào báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, một số cơ quan trung ương, thường trực biên tập thuộc Ban Kinh tế Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung để đề xuất với Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết nghị quyết 37 một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển mới cho giai đoạn tới của toàn vùng. Ý kiến tại hội nghị, tỉnh Lào Cai đề xuất báo cáo sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng để thúc đẩy phát triển, cần có giải pháp liên kết giữa các vùng với nhau, bổ sung giải pháp để khai thác thế mạnh của địa phương, cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng thu nhập bình quân đầu người, ưu tiên phát triển kinh tế đối với các vùng có lợi thế để phát triển kinh tế. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, kết quả tổng kết là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo và Ban Kinh tế Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện bối cảnh mới. Chiều ngày 16 tháng 11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai liên quan đến việc thực hiện quy định 11 của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã thông tin nhanh về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2021 và công tác đào tạo lý luận chính trị, xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương. Cụ thể, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 56 ngày 27 tháng 8 năm 2021, phấn đấu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2023, chỉ đạo rà soát thực trạng và so sánh các tiêu chí của trường chính trị chuẩn. Đến nay, trường chính trị tỉnh có 42 trên 55 tiêu chí đạt, còn lại 13 tiêu chí đang tiếp tục triển khai. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể, phấn đấu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2022, hoàn thành mức độ 2 trước năm 2025. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, dự giờ để nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, vừa phục vụ đào tạo, vừa cung cấp luận cứ phục vụ thực tiễn và quan tâm tới biên soạn lịch sử Đảng địa phương. Trong điều kiện kinh tế địa phương còn gặp nhiều khó khăn, ngân sách chi cho giáo dục còn khiêm tốn, thì việc xã hội hóa là giải pháp tích cực giúp ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt sứ mệnh trong người. Trên thực tế, tại Lào Cai, những năm qua công tác xã hội hóa được các cơ sở giáo dục thực hiện tốt bằng những cách làm linh hoạt và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường. Mỗi tháng một lần, chị Phan Thị Chẩu lại cùng bà con trong thôn lại mang củi, mang gạo xuống trường mầm non Nậm Trạc, huyện Bát Sát để đóng góp cho nhà trường. Những đóng góp nho nhỏ này đã giúp cho các con có thêm bữa ăn quả chiều, có thêm sức khỏe để học tập. Trước kia thì các phụ huynh cũng không đồng ý ạ. Về sau thì các cô giáo cũng vận động, rồi về sau thì các phụ huynh cũng hiểu ra và đóng góp ạ. Mình đóng góp như thế cũng có lợi cho con của mình ạ. Mỗi lần con đi học về vui vẻ và kể chuyện ở trên lớp, bản thân tôi thấy rất vui. Xã hội hóa trong nhân dân với một địa bàn nhiều khó khăn như Nậm Trạc, chủ yếu là đóng góp lương thực thực phẩm, ngày công. Và dù giá trị không quá lớn, nhưng sự chia sẻ động viên của bà con nhân dân là động lực lớn để các nhà trường vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đã đề ra. Phụ huynh có thể là đóng góp ngày công này, lương thực thực phẩm sẵn có ở địa phương này. Nhà trường cũng kết nối với các tổ chức xã hội để làm sao đó mà huy động các nguồn tài trợ cho nhà trường.
Thời gian vừa qua, những thay đổi các chính sách trong giáo dục đã gây những khó khăn nhất định đến các hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động bán trú, nội trú ở các nhà trường. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động công tác xã hội hóa tiếp tục được các nhà trường, ngành giáo dục quan tâm thực hiện. Chúng tôi đang đẩy mạnh cái việc tuyên truyền cho người dân nhận thức được cái việc là một số cái chính sách mà người dân cũng được thụ hưởng, đặc biệt là người dân ở trên địa bàn các xã không phải là xã đặc biệt khó khăn, để người dân cũng nhận thức được rằng là đời sống của người dân cũng đã được nâng lên, và như vậy thì người dân sẽ có cái trách nhiệm đối với cái việc là cho con em đi học và đóng góp để cho con em mình đi học được tốt hơn. Chủ trương xã hội hóa giáo dục có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc bởi nó khai thác và phát huy được tiềm năng của toàn xã hội cho sự phát triển giáo dục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các địa phương thực hiện tốt việc quản lý các nguồn thu xã hội hóa giáo dục theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận vì học sinh. Có như vậy, xã hội hóa giáo dục mới thực sự phát huy hiệu quả và thể hiện tính ưu việt của một chủ trương. Ngày 16 tháng 11, Lào Cai ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Ca bệnh thứ nhất, mã số BN1036369 ở huyện Bảo Thắng. Ngày 11 tháng 11, bệnh nhân đi xe khách từ Cẩm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội và đi xe khách Hà Sơn, Hải Vân mang biển kiểm soát 24B00633 về Lào Cai. Đến địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, bệnh nhân xuống khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch lưu động phòng chống dịch COVID-19 xã Xuân Giao, chốt kiểm soát IC17 và trạm y tế xã Xuân Giao. Sau đó về tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến ngày 15 tháng 11, test nhanh và xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh thứ hai, mã số BN1038029 là công dân về từ tỉnh Bình Dương, có địa chỉ lưu trú tại huyện Bát Sát. Ngày 13 tháng 11, bệnh nhân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Nội Bài, Hà Nội trên chuyến bay của hãng Bamboo Airways. Ký hiệu QH0240, số ghế 39K. Sau đó đi xe khách Hà Sơn, Hải Vân, biển kiểm soát 29B13907 về Lào Cai lúc 1 giờ ngày 14 tháng 11 và di chuyển về nhà trọ tại thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. Ngày 14 tháng 11, bệnh nhân đến khai báo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát và trạm y tế thị trấn. Đến 17 giờ, công dân được chuyển đến khu cách ly tập trung của huyện. Ngày 15 tháng 11, xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai trường hợp này đều đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 1 để cách ly điều trị. Ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, huyện Bát Sát đã tiến hành điều tra truy vết và triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Bước đầu, lực lượng chức năng đã truy vết được 7 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm. Đồng thời thực hiện cách ly tại nhà đối với 62 trường hợp F2 theo quy định. Hiện tại thì là các cái quy trình về công tác xử lý ổ dịch thì chúng tôi đã làm theo đúng quy định. Ví dụ như quy trình truy vết, xác định các điểm dịch, các mốc dịch ở huyện Bát Sát thì đã cụ thể. Thế còn thứ hai tiếp theo thì đến quy trình xử lý thì chúng tôi đã khử khuẩn toàn bộ các cái nơi mà liên quan đến bệnh nhân F0 và F1. Cùng với việc đẩy mạnh truy vết, rà soát, bổ sung các trường hợp liên quan khác trên địa bàn, huyện Bát Sát cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát, vận động nhân dân không được chủ quan lơ là, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế đã ban hành thông báo khẩn tìm người có mặt trên các chuyến xe sau. Xe khách Hà Sơn, Hải Vân, tuyến Hà Nội, Lào Cai, biển kiểm soát 24B00633, thời gian từ khoảng 11h30 phút đến 16 giờ ngày 11 tháng 11. Xe 7 chỗ mang biển kiểm soát 30F21243, di chuyển từ Hà Nội đến Lào Cai, thời gian khoảng 12 giờ đến 17 giờ ngày 10 tháng 11. Đề nghị liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn. Sở Y tế tỉnh Lào Cai 0969 841 414. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai 0822 188 137. Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng 0327 932 686. Bộ Y tế 1900
0975. Huyện Mường Khương vừa đưa dây chuyền chế biến quả quýt đi vào hoạt động, giúp nâng cao giá trị thu nhập cho bà con nông dân. Những quả quýt xấu, quýt loại, không đủ tiêu chuẩn bán trong siêu thị hoặc thị trường sẽ được Hợp tác xã Cộng đồng Mường Khương thu mua với giá 5.000 đồng mỗi kg để chế biến sâu. Dây chuyền này sẽ sản xuất rượu quýt, siro quýt, tinh dầu quýt và trần bì quýt. Qua đó, giúp người nông dân có thêm một phần thu nhập từ việc tận thu quả. Có khoảng 10-15% lượng quả xấu, tương đương với khoảng 300 tấn quả sẽ được chế biến sâu, giúp gia tăng tổng giá trị thu nhập cho nông dân trồng quýt Mường Khương. Mặc dù cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng đến thời điểm hiện tại, Lào Cai là tỉnh đứng thứ hai về giải ngân vốn đầu tư công trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Cầu Làng Giang bắc qua sông Hồng. Đây là công trình quan trọng kết nối giao thông phía nam thành phố Lào Cai với những xã khó khăn của huyện Bảo Thắng. Với số vốn đầu tư 260 tỷ đồng, nhưng chỉ sau hơn một năm triển khai, công trình đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc. Một dự án khác cũng được đánh giá cao về mặt tiến độ và giải ngân vốn, đó là công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương. Với quy mô 250 giường bệnh, chỉ sau 5 tháng thi công đã hoàn thành được 40% khối lượng công việc. Vật liệu đã tập kết gần như là cơ bản về phần sắt thép, rồi mọi các thứ vật liệu liên quan đến công trình gần như là cơ bản ở trên công trình đã có về công trình rồi. Còn về mặt nhân công thì là trên công trường có từ khoảng đến 100 đến 140 người chia ra làm ca để cho đạt được cái tiến độ dự kiến của công trình. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, tổng vốn đầu tư công của Lào Cai năm 2021 bao gồm cả vốn năm 2020 chuyển sang là hơn 4.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, giá trị giải ngân của Lào Cai đạt 70% kế hoạch, trong khi đó tỷ lệ giải ngân cả nước đạt khoảng 52%. Lào Cai cũng đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt và Chủ tịch tỉnh là trưởng ban chỉ đạo công tác giải ngân và các chủ tịch và các chủ đầu tư cùng các ban của dự án là các tổ thành viên của ban chỉ đạo và giải quyết trực tiếp trong quá trình giải ngân. Thứ hai là trong công tác thẩm định phê duyệt thì Lào Cai cũng rất tập trung làm ngày đêm để làm sao được rút ngắn cái thủ tục trình tự dựng cơ bản. Thế và trong công tác này thì Lào Cai rất quyết tâm, nếu như công trình nào mà giải ngân chậm thì Lào Cai sẽ bố trí cho các công trình khác mà có khả năng tiêu được vốn. Đối với các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, tỉnh Lào Cai tạo mọi điều kiện, cắt giảm các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp thi công thực hiện các công trình dự án. Phấn đấu sẽ hoàn thành việc giải ngân 100% nguồn vốn năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra. Từ ngày 2 tháng 11, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh bắt đầu triển khai đơn nguyên tâm bệnh phục hồi chức năng, y học cổ truyền tại khoa nhi để can thiệp điều trị cho các bệnh nhi có biểu hiện tự kỷ. Hiện khoa nhi bệnh viện tỉnh đang can thiệp điều trị ngoại trú cho 17 bệnh nhi có dấu hiệu tự kỷ, gặp khó khăn về ngôn ngữ, vận động và nhận thức. Mỗi ngày các bệnh nhi sẽ được điều trị trong thời gian 1 tiếng với các hoạt động nhận biết đồ vật, đọc chữ cái, đếm số và tham gia các trò chơi, hoạt động nhóm, tập thể. Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi cũng đã cử một kíp gồm 3 bác sĩ, 2 điều dưỡng đi đào tạo chuyên sâu về tâm bệnh, đặc biệt là nâng cao kiến thức, kỹ năng điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, cách thị trấn Mường Khương khoảng 5 km, thôn Choan Ván có trên 40 hộ dân người Mông sinh sống. Đầu năm 2017, những hộ dân ở Choan Ván đã chuyển về nơi ở mới theo chương trình sắp xếp dân cư biên giới. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của các ban ngành, các cấp chính quyền, cuộc sống của bà con đã có nhiều khởi sắc. Ngày hôm nay, bà con người Mông thôn Choan Ván hân hoan tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Những điệu khen dì dặt, những điệu múa sinh tiền rộn rã giúp xua đi cái giá lạnh đầu đông, làm vơi bớt những khó khăn của người nông dân trong suốt một năm qua do thiên tai dịch bệnh. Ngày đoàn kết, cả làm dân hay ở nhà vui và ăn bữa cơm vui mừng,
Một năm có một lần ạ. Bà con rất là phấn khởi. Từ năm 2019 bây giờ thì rất là thay đổi nhiều. Anh nhà ai cũng có xây nhà, ăn mặc thoải mái. Điều phấn khởi nhất của bà con thôn Choán Ván là năm nay toàn thôn có tới 15 hộ thoát nghèo. Về nơi ở mới, bà con nhanh chóng tìm hướng để ổn định và phát triển cuộc sống. Phương thức chăn thả gia súc như trước cũng đã thay đổi. Khu chăn nuôi được quy hoạch lại gọn gàng, vệ sinh hơn. Lạnh thế này thì cũng không đi thả được, phải nhốt trâu vào chuồng, đun nước nóng cho nó uống, mang thức ăn cho nó ăn. Nhà tôi cũng được hỗ trợ một phần để mua con bò. Để tiếp thêm động lực cho bà con thôn tái định cư Choán Ván, các ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến việc kiến thiết cơ sở hạ tầng cho thôn tái định cư. Đường bê tông đã được đổ, Choán Ván đã có điện lưới, có nước sạch. Những sinh kế hỗ trợ để thoát nghèo cũng được trao cho người dân. Do ảnh hưởng về các dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh về Covid-19, cái thu nhập của bà con thì cũng chưa được ổn định. Tuy vậy thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái hộ gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tập trung và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vào cuộc để xã hội hóa và giúp đỡ để cho cuộc sống của bà con ổn định trở lại. Tấm áo mới đang dần được khoác lên thôn vùng biên giới Choán Ván. Nỗ lực tái định canh, định cư gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển lãm mỹ thuật Mùa thu cao nguyên bằng hình thức trực tuyến trên trang fanpage của trung tâm và trên kênh YouTube. Triển lãm giới thiệu gần 70 tác phẩm của 36 tác giả là các họa sĩ chuyên và không chuyên. Các tác phẩm có chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, phấn tiên, lụa, điêu khắc, màu nước, thể hiện hơi thở của cuộc sống đương đại, tình yêu với văn hóa Tây Nguyên, cùng nhiều tác phẩm thể hiện niềm tin và tình cảm sẻ chia của các tầng lớp nhân dân trong công tác chống dịch COVID-19. Công chúng yêu thích mỹ thuật có thể xem triển lãm bằng hình thức trực tuyến. Triển lãm kéo dài hết ngày 30 tháng 11. Thời gian qua, từ sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể các cấp, nhà hảo tâm và nhân dân, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, khang trang, ấm áp nghĩa tình. Đây là điều kiện để giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ngôi nhà này đang đi vào khâu hoàn thiện cuối cùng để kịp bàn giao cho gia đình anh Hoàng Văn Dương, thôn Làng Vạch, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, đúng vào ngày hội đại đoàn kết. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn được Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ kinh phí, kết hợp sự tích lũy của gia đình và giúp đỡ của bà con lối xóm. Ước mơ về một căn nhà kiên cố của anh Dương đã trở thành hiện thực. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng các ban ngành đảng và các cấp đã giúp đỡ gia đình em. Trong ngày mai em sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình, vươn lên để thoát khỏi cái cảnh nghèo. Để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng nhà ở, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tuyên truyền khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm nhiệt tình ủng hộ, đồng thời ra soát từng hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Thì trong quá trình xây dựng thì có thể nói là đối với thôn chúng tôi cũng là làm cái công tác vận động tuyên truyền bà con trong những năm vừa qua làm rất tốt việc này. Nhưng mà báo cáo chỉ là về vừa hỗ trợ nhân lực, kể cả về vật lực rồi kể cả về tiền. Có thể nói không nhiều nhưng cũng để làm khích lệ được cái phong trào trong quá trình xây xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Là các hộ nghèo, cận nghèo ở trên địa bàn, cho dù họ rất khó khăn, bộn bề nhưng mà họ cũng trên cơ sở cái động viên khích lệ của các tổ chức cá nhân của nhà nước ấy, của mặt trận thì các hộ gia đình đã quyết định đấy, khởi công và làm nhà năm nay và họ cũng huy động bằng tất cả các nguồn lực đóng góp vào để xây một những ngôi nhà. Thực hiện kế hoạch năm 2021, thành phố đã huy động được 2 tỷ 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 34 căn nhà đại đoàn kết. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện được sống trong ngôi nhà mới khang trang, đầy ắp nghĩa tình. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin
từ Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cụ thể, vào chiều tối ngày 14 tháng 11, tại quốc lộ Tama, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an và Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Trần Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1992, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, vận chuyển 12 bánh heroin bằng xe máy từ khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1 về thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trần Nguyễn Hồng Lĩnh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội buôn bán tàng trữ ma túy. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trong một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào những lời hát, điệu múa của các em học sinh vùng cao Lào Cai. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2021. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 80%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 90%. Thành phố Lào Cai có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ 17 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ.